ông bệnh ông qua đây ông nộp lại tôi nha. Cái nữa, ông cái mày mỏm đâu mũi đó. Nó giọng mũi xong. Đoạn clip này về bệnh mình quên cắt 5 năm là chị có chết. Sớm chết muộn thôi, có gì đâu. Đồ chị cầm đi. Đồ nó bảo chị cầm cái quần thôi.